Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua con số điện thoại màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. 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 Nếu mà quý vị không đặt câu hỏi thì chúng ta phải lấy đường dây khác nhé. Dạ, cảm ơn. Hello. Dạ, hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. À, tôi muốn đặt câu hỏi với lại luật sư. Dạ, được cô. Dạ. Dạ, cô có thể đặt câu hỏi. Alo, nghe không rõ. Dạ, cô có thể đặt câu hỏi. À, tôi muốn đặt câu hỏi với luật sư là tại vì tôi có tài khoản ngoại. Nó ở bên Oklahoma mà tiên nó qua đây là nó đi là với cái dạng là nó phải nó qua đây nó hành tập mà cái dạng bảo lãnh rồi cô nó vẫn làm con nuôi nhưng mà nay là mấy năm 6 năm rồi nó không có được thẻ xanh gì hết trơn. Bây giờ nó đang học đại học đó, luật sư. Dạ. Yeah. Vậy hỏi luật sư có thể chỉ giúp giùm không biết làm sao cho nó làm có thể thanh nó ở lại nó học á. Dạ, yeah, không, tôi không có làm lâu, tôi không có làm về di trú bà. Thành ra bà phải liên lạc với mấy cái văn phòng dịch vụ di trú thì có thể họ có thể cho bà ý kiến. Nhưng mà tôi nghĩ trong trường hợp này có rất là khó. Tại vì cháu nó lớn rồi không thể nào làm cái diện con nuôi được. Thành ra con nuôi là con là đứa nhỏ, cái đó là cái đứa nhỏ nó phải nhỏ và nó không có thể là có cái sự liên hệ với bà giống như cháu của bà. Nhưng mà tôi nói từ lâu tôi không có làm về vấn đề di trú. Bà nên liên lạc với văn phòng di trú để họ có thể giúp bà nhé. Dạ, cảm ơn bà. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ vâng. Dạ. Xin chào luật sư Liêm. Dạ, xin chào cô. Dạ. À, tôi có một vấn đề là sau khi tôi thi quốc tịch, tôi đổi cái tên, tôi change cái name. Và cái photo của tôi á, là cái tên cũ. Bây giờ tôi muốn làm một cái tên mới, thì tôi phải làm như thế nào ạ? Ok, cô vào quốc tịch thì khi cô vào quốc tịch đó cô đổi sang cái tên mới phải không? Dạ vâng ạ. Ok, rồi bây giờ đó thì nhưng mà cái Social Security vẫn còn tên cũ chứ gì? Thì bây giờ cô phải liên lạc với lại cái sở an sinh xã hội gần cô nhất là cái Social Security Administration. Cô cho họ biết là cô đưa bằng chứng ra là cô đã đổi chẳng hạn là đã đổi từ cái tên mới rồi nhé. Sau khi cô thông báo với lại Social Security Administration cho biết là cô đổi tên mới rồi đó thì cô sẽ phải liên lạc với lại nha lộ vận là DMV để cô làm lại cái travel license mới của cô. Dạ, yeah. Nhưng mà cô phải thêm cái thứ tự trước. Là bởi vì á cái ngôn ngữ của tôi cũng bị hạn chế nha. Yeah. Dạ, yeah, thì bây giờ đó cô cái đơn đó tôi không biết là cái điền như yeah. thế nào. Dạ, yeah. Thì ở cái có văn phòng mà Social Administration ở Garden Grove đó thì họ có cái có tôi không nếu không lầm họ có nhân viên người Việt thì họ có thể giúp cô ở đó nhé. Dạ, tôi có thể trực tiếp xuống văn phòng để mà có thể giúp tôi được không ạ? Dạ, cô phải liên lạc với lại văn phòng Social Security Administration ở đó họ có nhân viên người Việt có thể họ sẽ giúp cô ở Garden Grove đó nhé. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn luật sư rất là dạ, nhiều. Cảm ơn cô. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ. Dạ. Hỏi, dạ xin hỏi là luật sư á. Dạ được anh. Cái chụp hình mà đèn xanh đèn đỏ nó còn áp dụng không ạ? Vẫn còn áp dụng chứ anh, vẫn còn áp dụng. Nó vẫn còn. Vậy mình bị đó mình làm sao mình đóng tiền ạ? Anh bị đóng anh nó chụp hình anh phải không? Dạ. Rồi anh là chủ xe phải không? Dạ. Rồi vậy thì anh phải đóng tiền thôi. Dạ. Dạ. Anh không có cãi được. Có thể có những trường hợp á, lấy thí dụ như là anh mượn xe người khác rồi anh lái xe bị chụp hình thì trong trường hợp đó có thể tránh được. Nhưng mà bởi vì anh á thì thường thường nó sẽ gửi cái ticket là đúng ngay tên anh rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah, thì anh chỉ có nước là anh phải đóng cái tiền đó.
và ông có thể nó sẽ gửi thư lại cho anh nếu mà trong vòng 1 năm rưỡi qua đó, 18 tháng qua mà anh không có bị một cái moving violation á, tức là không bị cái ticket về vấn đề hoặc là chạy quá tốc độ hay là không dừng stop sign hay là quẹo trái ẩu chẳng hạn, thì anh có thể xin học traffic school, thì anh sẽ đóng thêm cái ít tiền để trả traffic school, thì nó sẽ giúp cho anh là anh không có bị một point ở cái record của DMV, còn không đó thì anh sẽ bị một point ở DMV record, thì nó có thể làm tăng cái bảo phí của anh nhé. Ok, dạ cảm ơn anh nha, dạ chào anh. Còn câu nữa luật sư, Rồi câu thứ hai là sao? nó gửi giấy nhưng mà nó nói cái này không phải là cái giao cái ticket, Nó không phải là gì? nó nói là not, this is not a ticket, xong rồi nó kêu mình tự lên computer mình coi hình, nếu mà không coi không rõ thì mình vô hẹn với sở cảnh sát mình vô mình coi. Dạ, thì cái đó bởi vì nó chụp hình anh thì anh phải vô computer anh chụp có phải đúng anh hay không? Dạ, tại vì nó chụp hình anh mà, nó phải make sure là đúng anh thôi. Vậy Ok. mình đâu biết nhiêu tiền để đóng đâu. Không, nó sẽ gửi cái tiền đúng anh rồi thì nó sẽ gửi cái ticket sau cho anh. Nó gọi là cái bell á, đồng Thì thời nó luật cũng sao cho sư biết anh. khoảng nhiêu luật sư? Bởi giờ khoảng offhand tôi không nhớ đâu, tôi nghĩ chắc có thể ba khoảng 300 mấy á, nhưng mà tôi không có chắc lâu á, tôi không có nhớ đâu nhé. Dạ ok, Vâng. cảm ơn anh. Dạ hello, giờ chúng tôi nghe đây. Alo, dạ. Dạ Alo, dạ. Tôi là Hùng đó anh. dạ dạ chào anh Hùng. Dạ luật sư, tôi hỏi thăm luật sư là tôi có đứa em bà con đó nó Dạ bị nó có thẻ xanh nhưng bây giờ nó bị phạm luật, nó bị ở tù xong nó bị sở di trú lấy thẻ xanh của nó, nó để vậy bây giờ nó muốn muốn xin lại quốc tịch với cái văn phòng mà luật sư mà di trú nó nói là phải cần cái phiếu phải cần người bảo trợ hai nên nó mới chịu, nó mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thẻ xanh với quốc tịch lại, là cái phiếu cái hồ sơ financial là cái nào phải được xin. Cái financial tức là phải có cái người đứng ra để bảo trợ cái anh này, tại vì cái trường hợp cái người thân của anh á có thể là vi phạm hình sự felony, thì và với cái tình trạng hiện giờ đó thì có thể dễ là không những anh nó lấy thẻ xanh của ảnh mà có thể nó đưa đến cái thủ tục là nó trục xuất ảnh ra khỏi nước Mỹ nữa. Thành ra có thể cái văn phòng tôi không có thụ lý hồ sơ này nhưng mà tôi chỉ đoán thôi, thì có thể cái văn phòng mà dịch vụ họ giúp đó, họ muốn xin anh này ở lại Mỹ với cái diện nhân đạo, thì để xin đó đó thì nó đòi hỏi đó là phải có cái người bảo trợ về tài chánh, thì cái người đó đó thường có thể là những người trong gia đình của anh đó hay là bạn bè gì đó, thì cái người đó phải ký tên để nói là bảo trợ anh này. Nhưng mà cái người bảo trợ đó là cũng phải có đủ khả năng về tài chánh, về lợi tức hay là tài sản để có thể bảo trợ cho anh này. Cái quan trọng nhất đó là anh này phải hỏi cái cơ quan dịch vụ mà giúp cho anh đó, thì họ có thể cho cái ý kiến tốt hơn. Thì tôi không có thụ lý cũng như lâu tôi không có làm về di trú á, thì tôi không có không không tốt nhất là nên liên lạc với cái văn phòng dịch vụ mà đang lo hồ sơ của ảnh nhé. Dạ, Ok. tôi hỏi thêm với luật sư là cái finance đó trường hợp là nó có đụng xe người ta hay là nó làm cái gì bất Không có sao, đòi tiền đó, tôi có bị không? không anh không có bị, chỉ có cái đó là khi anh làm báo trợ đó thì trên nguyên tắc đó là anh đó đó là trong vòng 10 năm hay là cho đến khi anh đó được vào quốc tịch, thì nếu mà anh đó xin những trợ cấp của chính phủ thì chính phủ có quyền bắt anh phải trả lại. Cái giá bảo trợ chính đó là để cái người mà được bảo trợ đó họ không có xin những trợ cấp của chính phủ. Bởi vì nếu họ xin trợ cấp chính phủ hoặc là của tiểu bang hoặc của liên bang thì chính phủ có quyền bắt cái người bảo trợ phải trả lại cái số tiền trợ cấp đó. Còn về vấn đề anh chạy ra ngoài anh đụng xe anh bị gì đó thì không ăn thua gì tới anh hết á. Xe mà nó không đủ tiền đó bồi đền là cứ Không, không ảnh hưởng tới anh. không ảnh hưởng Đối với là người mà bình thường thì sợ không là ảnh hưởng, chỉ có nó chính đụng phủ thôi. xe hay là nó cán xe ta chết rồi Không. đền 100.000 rồi tôi tham Dạ gia không. nó Không. Chỉ có đối với chính phủ thôi. Chỉ đối với đối chính với phủ thôi. Ok. dạ cảm ơn Dạ. luật sư nhiều. Dạ cảm ơn anh.
Đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị chờ đường dây tiếp tục, giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.